Chào quý vị và các bạn. Thời tiết trên nhiều vùng biển phía Nam sẽ ngày một xấu hơn khi mà dự báo gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh lên, đồng thời là hình thành một giải hội tụ vắt ngang qua khu vực giữa Biển Đông, cùng xuất hiện các vùng nhiễu động gây gió mạnh, sóng lớn, mưa rông khắp các vùng biển từ Khánh Hòa trở vào đến Cà Mau ra ngoài khơi phía nam của khu vực giữa Biển Đông và toàn bộ khu vực phía nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Trường Sa. Sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét biển động. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cần chú ý đảm bảo các biện pháp an toàn. Không chỉ gió mạnh, nhiều vùng biển tiếp diễn mưa rông trong hôm nay và ít nhất 3 ngày tới. Còn từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, ra ngoài khơi, khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ có mưa rông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km, vừa tiêm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa, dự báo ngày và đêm nay mưa cũng sẽ tăng lên, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong khi đó thì vùng biển từ vịnh Bắc Bộ trở vào cho đến Phú Yên, dự báo hôm nay và ngày mai mưa chỉ xảy ra vài nơi, ban ngày vẫn sẽ có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 5. Khả năng từ mai trở đi thì mưa sẽ nhiều lên ở các khu vực này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.